Rồi hello anh em, thì hôm nay mình với Tý Ca sẽ làm một món gọi là tôm luộc trái dừa. Đây, giờ là mình thử luộc trứng luôn nha. Trứng nó có chín không? Đấy, Tý Ca. Đấy. Thì hôm nay Tý Ca sẽ đi bẻ dừa nha anh em. Khó thật ta. Đây, sau thành quả của Tý Ca được hai trái dừa, biết hai trái này chắc luộc ngon đâu. Đây mình bỏ vô trái dừa luôn hả? Ừ. Đốt trái dừa luôn. Ừ, không có nút tạm dừng nha. Em ơi, nút tròn này là gì? Chụp. Vô đi, vô đi. Quay đó. Phát trái dừa luôn anh em ơi. Anh em ơi, xuống xuống lại. Đi về hôm nay nữa hả? Nước nhóc này anh em ơi. Ta tiến hành bỏ tép vào nha. Tý Ca đang đào lò. Lúc này họ mình khỏi nó ấy đâu, khỏi nói chuyện đâu. Khỏi, mình xả. Ừ, xả hết đi. Bỏ đi, mình làm nước chấm nha. Đây là nước chấm mình, thì cái này chả cần nói đâu, các bạn cũng biết là cái gì rồi. Đây là niêm mì thần thánh. Gói niêm mì này ăn tất cả các loại món. Thì theo như ở chỗ mình là món gì ăn cũng được. Niêm mì thần thánh. Chỉ cần. Đấy, đổ ra, cắt hạnh thôi. Thì đây mình nặn vào. Đấy. Thì mình thấy tất cả các món nào mà mình nặng hay nhiều đi, có gì mình lấy lên cha lên tôm luôn cho nó đỡ tanh. Đấy. Xong một món chấm rồi đó, thì mình chỉ đợi tôm chín thôi. Biết Tý Ca xong lò chưa nữa. Quá nhiệt tình này. Lò này hồi 80 năm về trước mình đi đánh giặc đó các bạn, mình nấu cơm bằng lò này.
Đây chắc cả 10 phút được. Tôi đã quyết định là đây là cái kết của hai đứa tôi, đổi sang món tép nước gạch rồi. Vậy là cái kết không thành anh em ơi. Bỏ nước này luôn hả? Đâu bỏ luôn, đâu bỏ luôn đi. Rồi chào anh em nha, mong anh em ủng hộ mình để làm nhiều clip hay hơn nữa. Rồi mình quay cái tép chính luôn.